Alo, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em đang ở trên thành phố Sacramento. Đó thì hôm nay mình lại chỗ cái nhà hàng Việt Nam này đây, Sài Gòn 88 mới mở đây. Có gì mình vô mình ăn thử rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn đi ăn chơi với mình nhé. Ok các bạn, thì cũng như nãy mình nói là mình đang ở thành phố Sacramento. Thành phố Sacramento nó cách thành phố San Jose cỡ 2 tiếng nha các bạn. Rồi nó cách quận Cam cỡ 6-7 tiếng. Đó thì hôm nay mình vô trong cái nhà hàng mới mở nha. Tên Sài Gòn 88. Vô đây ăn thử nha các bạn. Mình chưa bao giờ vô ăn đó. Đang dịp á, cái rảnh á, đang ở trên thành phố Sacramento đó, thì vô ăn thử luôn rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok các bạn, thì ở đây á, miễn mà các bạn mà thèm gà đó, họ có phở gà, cơm gà, với cháo gà nha. Nhưng mà hôm nay mình vô thì họ nói họ không có cháo gà nha các bạn. Nhưng mà không sao, tại vì hôm nay mình đâu có vô ăn cháo gà, mình vô mình ăn phở gà thử coi làm sao, có ngon không đây. Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Ok các bạn, mình mới order cái phở nha. Cái gì hôm nay ăn thử coi sao, ngon không rồi sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Ok. Ok các bạn, cái tô phở của mình mới ra đây. Mình order cái Sài Gòn 88 Special, phở gà đặc biệt số 2 nha các bạn, ở trên cái menu của họ đó. Ở đây họ bán là 15 đồng 98 sen. Ok các bạn, bây giờ đói bụng quá rồi, thôi bây giờ mình ăn đây. Ok các bạn, hôm nay mình vô trong cái nhà hàng mới mở đây, tên là Sài Gòn 88, ở thành phố Sacramento nha các bạn. Nó cách thành phố Elk Grove có mấy phút thôi, rất là gần thành phố Elk Grove. Đó thì hôm nay mình nghe trên mạng đó, họ mới mở đó, thì hôm nay mình vô mình ăn thử một tô phở gà đặc biệt nha. Ở đây họ có bán cơm với cháo nha các bạn, với phở, nhưng mà hôm nay thì cháo hết rồi.
Không biết mấy bữa khác không biết có không, nhưng mà hôm nay thì mình vô thì không có cháo. Nhưng mà cũng như nãy mình nói đó thì cũng không có sao, tại mình đâu có ăn cháo hôm nay. Ok, thì hôm nay mình vô mình ăn trong đây á, thì mình thấy rất là ngon nha các bạn. Rất là sạch sẽ, rất là đậm đà. Với hai nữa, thường thường mình ăn gà đó thì mình thích có mắm gừng nha các bạn. Mình có hỏi cái người nhân viên đó có mắm gừng không, họ nói họ không có mắm gừng. Nhưng mà không biết là họ có hiểu mình nói mắm gừng hay là không, nhưng mà tí nữa họ đem ra chén mắm gừng. Thì ở đây là có mắm gừng nha các bạn. Ăn gà chấm mắm gừng nó mới ngon, chứ còn mà không có thì không ngon lắm nha các bạn. Tại vì mình thì mình thích ăn gà chấm mắm gừng, bởi vì mình mới thèm ăn phở gà là vậy nha các bạn. Mình cũng thích ăn cháo gà, gỏi gà, mình cũng thích mấy cái đó đó. Nhưng mà hôm nay thì mình vô mình ăn phở, thì mình thèm phở. Đó, thì hôm nay mình vô đi mình ăn, mình thấy rất là ngon. Nhưng mà các bạn phải vô đi ăn thử mới biết nha. Cái đó là chỉ cái ý kiến của mình thôi. Mỗi người ăn khác nha. Thì các bạn muốn biết thì các bạn phải vô đây ăn. Ok các bạn, có vậy thôi. Hôm nay đó thì mình vô mình chia sẻ cho các bạn cái nhà hàng mới mở ở thành phố Sacramento. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Comment, like, share và subscribe. Cái bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay và theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.